Chúng ta của 8 năm sau, vợ cũ của sếp Giang là ai? Ái Phi hay lại chính là cô ả anh Thu? Một nhân vật vô cùng khó đoán, với vẻ ngoài lạnh lùng, lại có những câu nói rất bố đời thiên hạ. Với tính cách chuyên quyền độc đoán, khiến cho không ít người tò mò về thân thế thực sự của sếp Giang. Những gì mà chúng ta biết ở hiện tại chỉ là sếp Giang và vợ đã từng ly hôn, vợ đang ở nước ngoài và có cô con gái là Lan Nhi, học trò của cô giáo Nguyệt. Nhưng vợ cũ của sếp Giang là ai? Có thể sự thật sẽ khiến cho nhiều người bất ngờ và ngã ngửa. Ứng cử viên sáng giá nhất chỉ có thể là Ái Phi nương nương, bởi nhìn vào thực tế thì mọi sự việc đang diễn ra phù hợp với hoàn cảnh được hé lộ ở quá khứ. Ái Phi có một cô con gái và khi gặp Lâm, cô đã đem lòng yêu Lâm. Và cô đã quay về để bỏ chồng, quyết định đến với Lâm. Nhưng vì thủ tục quá lâu nên khi quay lại, Lâm đã yêu Dương. Sau đó thì Ái Phi lại tiếp tục bay đi nước ngoài. Và giờ đây thì hoàn cảnh sếp Giang cũng tương tự. Hai vợ chồng ly hôn, cô con gái ở với mẹ nhưng mẹ đang ở nước ngoài. Và nếu chính xác, Ái Phi là vợ cũ của sếp Giang thì mới khiến cho câu chuyện trở nên kịch tính, hấp dẫn, bởi nó sẽ kéo theo câu chuyện ân oán năm xưa khi Ái Phi lại đang có mối thù với ông Quảng. Và Lâm là người tình năm xưa của Ái Phi lại đang ở dưới trướng của sếp Giang. Tuy nhiên, có một điều hơi khúc mắc là năm xưa, ông Quảng đã có mối thù không đội trời chung với bố của Ái Phi, chính là Đăng Giới. Ông đã cho điều tra rất kỹ về gia đình Đăng Giới và Ái Phi. Chắc chắn rằng nếu như vậy, ông đã biết Giang chính là con rể. Tuy nhiên, chính Giang lại là người được ông Quảng giúp đỡ ngày xưa thì khá là vô lý. Vì vậy, có khả năng Ái Phi không phải là vợ cũ của sếp Giang mà là một bất ngờ khác khiến cho mọi người ngã ngửa. Cô ả Tiểu Tam, trơ trẽn anh Thu chính là ứng cử viên nặng ký thứ hai. Bởi trong nhiều hé lộ, có cảnh quay sếp Giang tỉnh tứ ăn uống cùng anh Thu. Và đặc biệt là một phân cảnh khi mà sếp Giang đang tình cảm bên cô giáo Nguyệt thì chính anh Thu đã lao lên mà đánh ghen. Và nếu như trường hợp này xảy ra thì câu chuyện lại càng trở nên gay cấn và hấp dẫn, bởi anh Thu lại là một kẻ đã phá nát hạnh phúc của gia đình Nguyệt. Theo bạn, sự thật đằng sau người vợ của trùm cuối sếp Giang sẽ là ai? Anh Thu hay là Ái Phi, hay có thể là một người đàn bà quyền lực khác cũng có những ân oán ở quá khứ với những nhân vật ở hiện tại? Hãy để lại những bình luận dự đoán ở phía dưới trước khi sự thật được hé lộ nhé. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.